Mình cũng là một thiên tài xếp máy bay giấy chứ bộ, đâu có thua gì ai đâu. Bay nữa đi. Ba, hay lắm. Cái gì vậy? Máy bay giấy của mình te thua rồi. Cho mình xin lỗi nha. Bạn ác lắm, khó khăn lắm mới bay lên được, vậy mà bạn lại. Mình đâu cố ý đâu, mình định cho chúng thi đấu coi bên nào mạnh hơn thôi mà. Nhưng thật ra mình nghĩ bây giờ chẳng cần phải thi đấu gì nữa hết, vì chiếc trực thăng do anh họ của mình thiết kế đúng là hoàn hảo quá rồi. Với lại cái máy bay giấy của bạn nhỏ xíu và rách rưới như vậy, mình dư sức đền cho bạn mấy cái luôn cũng được. Bạn nói cái gì chứ, muốn khoe của thì nói đại đi, mày đặt thi đấu với thi tài nữa. Dù sao mình cũng không thèm ganh tị với cái trực thăng cồng kềnh của bạn, đừng có quá đắc ý. Được rồi, hãy nhìn cho kỹ coi có công cần hay không ha. Tấn công! Cứu tài giá! Doraemon! Mọi chuyện là vậy đó. Bạn kiếm cho mình một cái máy bay điều khiển từ xa được không? Được thôi. Bạn đừng có nói đại như vậy, mình xin bạn thiệt đó Doraemon. Thì mình nói là được rồi mà. Hả? Thiệt không? Bạn nói thiệt chứ Doraemon? Phải, nhưng mà bạn phải tự tay mình làm toàn bộ mới được đó nha. Hả? Làm sao mà mình có thể tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa được? Không sao hết đó, nếu như trong tay bạn có cái này. Rượt mô hình tiên tiến. Hả? Cái này là mô hình máy bay điều khiển từ xa hả? Không phải mô hình điều khiển từ xa, mà là rượt mô hình tiên tiến. Xem thử đi. Chúng ta sẽ dùng cái này để điều khiển nó. Bạn nói điều khiển là điều khiển mấy cái này đó hả? Đúng vậy. Ví dụ ha, cái này là dụng cụ đi bộ nè. 1, 2, 1, 2. Ngoài ra còn nhiều thứ khác lắm. Cái này là dụng cụ quay nè. Còn cái này là dụng cụ đập nè. Nhìn nó quá dị quá à. Nếu như bạn gắn dụng cụ này vào một cái gì đó và dùng cái hộp này để điều khiển, thì nó sẽ chuyển động theo ý muốn của chúng ta. Cái gì cũng được hả? Đúng vậy, cái gì cũng được. Để coi coi. Nếu như mình xếp một mô hình origami như vậy thì nó có hoạt động được không vậy hả Doraemon? Dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần gắn dụng cụ đập này vào nữa là xong. Thử đi. Như vậy hả? Đúng rồi đó. Bay lên rồi kìa. Bay lên rồi. Công nhận hay thiệt đó. Bây giờ tụi mình đem cái này ra ngoài chơi thử đi. Ừ, kêu Shizuka luôn ha. Dễ thương quá. Cái này là mô hình điều khiển từ xa hả? Đúng rồi, tại vì bên trong tụi mình đã cài ruột mô hình tiên tiến đó. Vậy là có thể tạo bất cứ mô hình điều khiển từ xa nào cũng được sao? Rất chính xác. Shizuka cũng làm thử đi. Bạn đừng lo, mình còn nhiều ruột mô hình tiên tiến lắm. Chắc vui lắm ha. Vậy bạn thử đi. Thiệt tình chẳng chơi được gì hết á. Đúng là một tên đáng ghét mà. Chuyện gì vậy? Tụi mình đang chơi ở bãi đất trống đằng kia thì bị đuổi đi. Mình biết rồi, là Sunio đúng không? Bạn ấy chiếm hết bãi đất trống, một mình chơi mô hình điều khiển từ xa. Đúng là quá quá mà. Nó lại muốn giở trò côn đồ nữa chứ gì. Nè Doraemon, chúng ta phải làm gì đi chứ? Doraemon, Nobita, nghe mình nói nè.
Chúng ta làm mô hình điều khiển từ xa rồi chơi ở đây đi nhé, được không hả? Ờ, đúng rồi đó. Mà kệ Sunio đi, chúng ta đi chơi chung với nhau vui hơn nhiều. Ở chơi gì vậy? Chắc vui lắm ha. Đẹp quá à. Xe hơi của mình nè. Rồi nó bay. Vui quá. Các bạn nhìn con bướm của mình nè, giống y như thiệt đó. Hay quá. Con hài của mình cũng vậy. Nhìn dễ thương ghê á. Bên này cũng hay lắm nè. Qua đây coi đi. Xe hơi của mình chạy nhanh quá à. Nó chết rồi, xe hơi của mình. Nhóc con hả? Tại sao lại chơi ngoài đường vậy chứ? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Bây giờ thì tụi mình phải chơi ở đâu mới được đây chứ? Bãi đất trống thì bị Sunio chiếm mất tiêu rồi. Phải ha. Nếu chơi ở trên trời thì đâu có xe cộ qua lại, chẳng phải an toàn lắm sao? Trên trời hả? Rất chính xác. Chúng ta sẽ dùng cái đèn pin thương nhỏ này nè. Wow, đã quá à. Đúng là sứ thiệt đó. Chưa. Phải đó. Mình thấy giống như cô tiên đang đeo đùa trên không trung vậy. Sunio mà thấy sẽ hết hồn cho mà coi. Phải nói là ganh tị mới đúng. Nó định tông vào chúng ta kìa Doraemon. Bạn ấy không được làm như vậy, trên đây còn tụi mình nữa mà. Chúng ta nhỏ quá nên chắc bạn ấy không nhìn thấy chúng ta thôi. Chết rồi mới lần đó. Mô hình điều khiển từ xa của Nobita toàn là mấy thứ quái gì. Không cần biết bạn điều khiển nó đi đâu, mình sẽ cho bạn biết được quy lực của chiếc trực thăng hoàn hảo của mình như thế nào nè. Tấn công. Hả? Nó sắp đụng mình rồi kìa. Răng tay nhảy vô. Mọi người ơi, nhảy thôi. Sunio đúng là quá đáng. Bạn ấy xấu tính quá đi. Đúng là bực mình thiệt đó. Nobita hả? Tụi mình về nhà nha. Sao vậy? Bạn đã nói là trên trời sẽ an toàn hơn, nhưng mình thấy cũng nguy hiểm vậy thôi à. Càng ngày càng bị chiếm mất hết chỗ vui chơi. Mình về nhà chơi cho rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Toàn là mấy chuyện gì đâu không mà. Nobita ơi, mình cũng phải đi về đi. Hả? Shizuka cũng về luôn hả? Mẹ kêu mình đi mua đồ cho mẹ, cho nên mình không đi được đó. Xin lỗi bạn nha. Tạm biệt. Có gì gặp sau ha. Chào bạn nha. Tạm biệt Shizuka. Nobita ơi, bây giờ chúng ta cũng về nhà đi. Thiệt là bực mình mà. Cái tên đáng ghét đó. Bạn làm cái gì mà cứ bực mình hoài vậy? Thì bực mình chứ sao nữa. Sunio thiệt là quá đáng. Chúng ta có làm gì sai đâu chứ. Tụi mình phải cho nó một bài học để nó khỏi đắc thắng. Nhưng mà phải làm gì đây? Thì hồi nãy đó, nó không có găng tay nhảy dù là tụi mình tiêu tùng rồi còn gì nữa. Nhưng mà có thể lúc đó bạn ấy không biết chúng ta ngồi trên con hạt giấy thì sao? Vậy nếu chúng ta không ngồi trên đó thì nó hành động như vậy là đúng hay sao? Bạn nói cũng có lý đó. Chứ sao nữa. Được rồi, chúng ta sẽ dạy cho bạn ấy một bài học. Đúng vậy đó, phải cho Sunio một trận nhớ đời luôn. Chúng ta phải tìm cách tạo ra một mô hình thật to và rắn chắc hơn cả Sunio cho nó biết tay luôn. Sau đó tụi mình sẽ tạo ra vũ khí đặc biệt tiêu diệt trực thăng của Sunio cho nó biết tay. Mình hiểu rồi, nhưng quan trọng là phải dùng cái gì để làm mô hình điều khiển từ xa to và rắn chắc hơn máy bay của Sunio. Chứ bạn không có mô hình chiến đấu nào có trang bị vũ khí sẵn hết hả? Mình không có mấy thứ nguy hiểm đó đâu. Có rồi. Chúng ta sẽ dùng mấy cái thùng gỗ bỏ đi để làm máy bay lại tốt chứ rồi còn gì. Đúng rồi ha. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Được đó. Sử dụng trong chống tre nè. Chiếc
trực thăng của mình đúng là vô địch khu này mà. Đó là cái gì vậy? Không phải là của Nobita đó chứ. Dừng lại, mình phải bay của mình. Dừng lại mau. Chiếc trực thăng của mình, trực thăng ơi, đúng là đồ độc ác. Tôi cần gì quay lại đây đi, đồ đáng ghét. Cứu tôi với. Hay lắm, tổng tấn công hoàn toàn thắng lợi. Máy bay điều khiển từ xa của bạn ấy bị hư rồi, vậy là bạn ấy phải nghỉ ngơi một thời gian thôi, nên sẽ không thể bắt nạt bạn bè nữa. Đợi vài ngày nữa mình sẽ dùng khăn trùm thời gian sửa lại cái đó. Cũng được đó. Chan. Cái gì? Nó dám làm hư hả? Đúng rồi, nó dùng mô hình quá gì ở đâu ra đụng hư luôn chiếc trực thăng của mình đó. Thôi được rồi, mình sẽ trả thù giùm bạn. Nhưng mà bây giờ mình bận coi cửa hàng giùm mẹ rồi, có gì chút nữa giải quyết đi được không? Không được Chan ơi, mình không biết đâu, cho nó biết tay liền. Mẹ đi. Điên hả? Bộ bạn muốn mình bị mẹ đánh cho một trận hay sao? Nhưng mà Chan à, Nobita là một con đáng ghét đó. Không thiệt nha, mình mà không bận là nó chết với mình à. Không ổn rồi. Phải làm sao đây Doraemon? Thì mau trốn đi. Quanh nè. Nè, hai bạn thử tạo ra thật nhiều mô hình chiến binh origami đi. Thử cái đó xem có được không hả? Mô hình origami. Cuối cùng thì cũng đóng cửa hàng được. Đi nhanh lên. Nhưng mà không biết nó còn ở bãi đất trống không nữa. Nếu không còn thì chúng ta xông thẳng tới nhà nó luôn chứ sao nữa. Nó với ta. Ta đến đây trả thù cho Sanrio đây. Chuẩn bị ăn đòn đi. Đưa cái máy bay ghê gớm hồi nãy của bạn ra đây mau. Đội quân số 1 chuẩn bị. Cái này là cái gì đây? Làm được rồi. Đại quân số 2 chuẩn bị tấn công. Chúng ta thắng rồi. Chà, đội quân của chúng ta đúng là lợi hại thiệt. Cả Chan mà cũng có thể đánh bại. Nhưng mà đội quân bị rách hết trơn. Nè Nobita, cái này là cái gì vậy? Tại vì không đủ giấy cho nên mình mới lấy đại mấy bà kiểm tra để xếp cho đủ đội quân thôi mà. Chứ mình không hề cố ý thủ tiêu bà kiểm tra không điểm này đâu, bạn đừng hiểu lầm. Mình hết nói nổi bạn rồi đó. Cái mì Omachi mới kết hợp đột phá giữa sợi mì khoai tây và sợi hủ tiếu cho bạn một trải nghiệm thú vị. Được không em? Cái mì Omachi mới sức hấp dẫn không thể chối từ. Anh kem Marino cực cool, chúng ta rất cực cool. Nước kia đi xấu sợi liệu. Bạn chịu giải thưởng cực đếm. Hãy chúng ta quên kem Marino để trúng thưởng. Trong vòng tay bạn, bé luôn được bảo vệ. Nhưng còn bên trong, bột ngũ cốc Nestle Cerelac với Bifidus BL cung cấp ngũ cốc thiên nhiên, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Nestle Cerelac hỗ trợ bảo vệ bé bên trong. Chào chị có biết vi khuẩn đang gia tăng không ngừng trong miệng mình không? Thiệt hả? Kiểm tra thử bằng máy quét răng miệng nha. Đó là vi khuẩn đang gia tăng. Nhưng tôi chảy răng mỗi sáng mà. Vậy hãy thử loại kem cao cấp hơn Colgate Total, giúp chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Chị dùng Colgate Total rồi chứ? Chắc chắn rồi. Kiểm tra lại xem. Thiệt là hiệu quả. Đó là lý do bạn cần Colgate Total, bảo vệ chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Colgate, nhãn hiệu hàng đầu nha sĩ khuyên dùng. Sữa tắm chứa sữa Johnson Baby với protein sữa tự nhiên, được tăng cường vitamin A và E, thấm sâu và nuôi dưỡng làn da.
cho da bạn mềm mịn và trắng ngầu như da em bé. Sữa tắm chứa sữa Johnson Baby New Bath dành cho cả người lớn. Mời các bạn nào cao cao ta bước ra đây đi nào. Mời các bạn nào lên ba ta xếp chung một hàng. Pro mới với hệ dưỡng chất G Power giúp bé phát triển chiều cao, trí não và thể lực để bé sẵn sàng vươn tầm cao quốc tế. Động là em tỏa hương thơm mát, hàng triệu hạt lưu hương sẽ vỡ ra, bùng tỏa hương thơm mát mỗi khi anh cử động. Wow, công nghệ tỏa hương mới từ Comfort. Comfort công nghệ tỏa hương mới, chỉ cần cử động là bùng tỏa hương thơm mát. Gói lít tông Ice Tea 1 lít, pha được bình trà lớn, đổ đầy cả 5 ly. 1 lít trà cho cả nhà uống thả ga. Hè thêm thỏa thích với quà tặng bình lít tông 1 lít, vui hè hết cỡ, sảng khoái hết ga. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hãy phát huy tiềm năng trí tuệ của bé bằng Gen Plus mới với hệ dưỡng chất IQ Plus chứa phospholipid, lutein và các dưỡng chất thiết yếu giúp phát triển trí não cho bé đã được chứng minh lâm sàng. Kem phiêu lưu Pedopop Elemagica. Hãy lĩnh hội kem Pedopop để giải cứu thế giới. Kem Pedopop Rocky Cho, kem Pedopop Cola Fire. Yeah! Bước vào thế giới phiêu lưu. Hè này với 5 que kem có hình bất kỳ đổi được kem Wonder Pop. 5 que kem có hình giống nhau tặng bộ xếp hình thông minh. Hè Wonder Pop, hè ăn kem lại kem hoa thưởng. Chỉ tắm bằng nước thôi thì làm sao mà sạch được hả con? Em bé cũng phải dùng sữa tắm gội nữa đấy. Vì nước thôi không thể làm sạch chất bẩn và vi khuẩn do mồ hôi và cơ thể tiết ra ẩn trên da bé. Sản phẩm Johnson's Baby luôn nhẹ dịu, lại có cả 100 năm rồi. Bà chỉ tin sản phẩm này thôi. Sữa tắm gội toàn thân Johnson's Baby Top Thu Thô, tắm sạch nhẹ dịu những gì nước bỏ sót. Với Protomol chiết xuất từ mầm lúa mạch nguyên cám, lại có thêm sữa bột, thức uống lúa mạch Milo giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn năng lượng thích hợp như đôi tay nâng đỡ để trẻ phát triển toàn diện. Thức uống lúa mạch Milo chung tay giúp trẻ lớn khôn. Sử dụng thực phẩm chiên trong dầu có trans fat rất có hại cho sức khỏe. Trans fat là chất béo có hại, nguy cơ gây chứng đột quỵ, đau tim và bệnh mạch vành. Mì tiếng vua sử dụng dầu chiên không có trans fat, an toàn cho người sử dụng. Tiếng vua mì vì sức khỏe. Ông bơm cơ thể. Sao hả Nobita, đã chịu đầu hàng mình chưa? Mình chịu thua rồi. Kết quả cuối cùng đây chính là nhà vô địch. Mấy bạn chơi xấu quá đi, tranh to con hơn mình quá trời luôn, sao mình đánh lại? Thua rồi còn không chịu nữa hả Nobita? Bạn có to con hơn mình thì cũng không thắng nữa đâu. Đúng là đồ trẻ con, thua rồi mà còn lớn tiếng đổ thừa này đổ thừa nọ nữa hả? Sineo, sao bạn lại dám nói với mình như vậy chứ? Thật ra thì mình chỉ... Bạn ấy nói đúng mà. Mình thua bạn chỉ là tại bạn to con lớn xác hơn mình thôi. Nobita, bạn dám nói kiểu đó với mình hả? Đâu có, mình đâu có nói gì đâu. À, vậy chứ ai nói mình là tên mập không? Không, không, đó là... Cây đã lớn rồi, cũng nhờ con mình chăm chỉ tưới nước hàng ngày cho nó thôi mà. Con làm gì vậy? Con đang làm gì vậy hả Nobita? Con muốn mình to lớn hơn nữa mẹ ơi. Ôi, thằng nhóc khờ khạo này, đến bao giờ thì con không còn nói ra những lời ngớ ngẩn như vậy to nữa. To lớn. Bạn nghĩ thử đi, Chan khỏe gì bạn ấy to lớn hơn mình có đúng không hả? Vì vậy nên bạn thiệt là khờ quá đi. Làm sao con người có thể lớn lên nhờ tưới nước được chứ? Đâu phải là cây cối đâu. Doraemon, bạn hãy cho mình mượn bảo bối nào giúp cho mình biến thành thanh niên cường tráng đi. Đừng có tốn công vô ích nữa. Mình xin bạn đó Doraemon cho mượn đi. Không có, mà
mình làm gì có thứ bảo bối kỳ cục như vậy. Bạn đừng nói lạnh lùng như vậy. Mình nhờ bạn thiệt đó Doraemon. Đã nói là không có mà bạn rắc rối quá. À nhớ rồi, mình dùng thử cái này đi ha. Ống bơm cơ thể. Nó giúp mình trở thành một thanh niên to khỏe sao? Không phải đâu. Như vậy là không được rồi. Tuy là nó không làm cho bạn to khỏe, nhưng mà thay vào đó. Miệng trời thiệt. Đúng là không có ai khỏe bằng Chan hết. Chan là nhà vô địch. Dĩ nhiên rồi chứ sao. Dù là ai đi nữa mình cũng không sợ đâu. Mình là vô địch mà. Ai vậy? Ai mà có giọng cười thấy ghê? Tên mập ngốc nghếch kia. Cái gì chứ? Ngươi dám nói cái gì? Ủa? Sao không thấy ai hết vậy ta? Hắn ta ngốc thì có, nhắc người ta mà để lại dấu chân kìa. À, nếu để lại dấu chân thì dễ dàng tìm thôi. Trời ơi, sao cái dấu chân nó to dữ vậy trời? Mình được có biết đó. Chan, con làm gì mà quá tốt vậy? Suốt ngày chỉ biết ở ngoài đường thôi à? Có một cái. Cái gì? Có một cái gì? Người khổng lồ xuất hiện hả? Không. Đầu óc còn có vấn đề kia rồi Chan à? Nóng quá nè. Mau về nhà uống thuốc giảm sốt đi. Trên đời này á mà có người khổng lồ thiệt, mẹ cũng muốn nhìn thấy thử một lần cho biết đó. Nếu đúng như lời của mẹ bạn nói thì... Thì làm gì mà có người khổng lồ? Bạn còn ngốc quá đi, làm gì có người khổng lồ? Nói toàn những điều ngốc nghếch không à. Mấy đứa này thiệt tình. Dạ mẹ nói đúng quá. Dạ bác nói đúng lắm, tụi con biết rồi. Không được nói những điều ngốc nghếch đó nữa. Mẹ có việc phải ra ngoài, con về nhà coi chừng cửa hàng cho mẹ đi biết chưa? Dạ mẹ đừng lo, mẹ cứ chào cho con. Dạ con chào bác, bác đi vui vẻ. Không có người khổng lồ, toàn là chuyện nhảm nhí. Không có người khổng lồ, toàn là chuyện nhảm nhí. Đúng là nhảm nhí. Tạm biệt San Diego. Tạm biệt Chan. Chan. Nobita hả? Còn dám đến đây nữa sao? Chẳng muốn thách đấu để nhận lấy thất bại hả? Không phải đâu, Chan à, có người nhờ mình đưa thư cho bạn nè. Thư gì? Gửi cho mình hả? Đây. Nhà ngươi lúc nào cũng hoang hoang tử đắc. Ta sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Cái tên người khổng lồ. Mẹ đã nói là trên đời này không có người khổng lồ mà. Dạ mẹ trò đùa tính quá để đi gạt mình hả? Bạn chết chắc rồi. Không phải là trò đùa đâu. Đứng lại rồi mày ta. Đứng lại đó. Mẹ cho mày một đống mới chưa đâu. Thật sự có người khổng lồ thiệt mà. Người đó ca bằng tòa nhà 2 tầng luôn đó. Người khổng lồ còn nói sẽ cho cha một bài học nữa. Về nhà chắc sẽ an toàn hơn. Nhưng mà mình không thể về ngay bây giờ được. Mẹ đã dặn là phải coi chừng cửa hàng đàng hoàng, nếu không là bị ăn đòn. Nhưng thôi kệ, mình phải về nhà liệu mới được. Ai mà rơi vào tình cảnh này của mình chắc cũng phải làm như vậy hết thôi. Bạn không thể tưởng tượng được đâu. Có hai dấu chân to khủng khiếp luôn á. Nhưng mình đã nói với cha là trên đời này làm gì có người khổng lồ chứ. Không cần phải sợ gì đâu. Đúng là lạ thiệt chứ. Trên đời này làm gì có chuyện lạ lùng như vậy được. Shizuka cũng nghĩ như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Nhưng bạn cũng nghĩ ra câu chuyện thú vị thiệt đó. Đúng vậy. Mình thật sự cũng muốn gặp người khổng lồ lắm. Nhưng mà không biết sao để gặp được đây. Có chuyện gì mà bạn quảng hốt vậy? Sunio, bạn có sao không vậy? Nobita, bạn dùng bảo bối của mình làm việc xấu hoài à? Bạn nói cái gì chứ? Sunio lúc nào cũng định hốt chan và gây cho mình bao nhiêu khốn khổ. Mình rất bực mình bạn ấy. Ngồi không không biết làm gì buồn quá à. Trên đời này làm gì có người khổng lồ chứ. Uống trà thôi mà có gì sợ dữ à? Mẹ ơi, mẹ về nhà nhanh lên đi. Chỉ là tiếng gió thôi phải không? Không thể như vậy được, ở đây là lầu 2 mà. Chào Chan. Gì vậy? Ai đó? Chắc là gió. Có kẻ trộm nào mà tự nhiên lại chào mình như vậy đâu. Đâu có ai đâu, rõ ràng là mình tưởng tượng.
Đây có phải là nhà của cha anh không? Cứu tôi! Ghê quá! Nhìn bạn ấy hốt hoảng kìa. Cuối cùng thì mình cũng thắng. Lần này thì mình dùng cái chân này đạp cho bạn ấy biết tay mới được. Thôi giỡn nhiều đó đủ rồi. Chúng ta mau về nhà đi. Chơi một chút nữa đi mà. Không được, cha sẽ tỉnh lại ngay bây giờ đó. Mau về nhà nhanh lên. Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Thì ra là hai bạn hả? Người khổng lồ chính là do bảo bối của Doraemon biến thành đúng không? Bây giờ phải làm sao đây Doraemon? Geneo mà nói cho Chan biết thì... Chan à, tỉnh lại đi. Chan à, Chan, tỉnh lại đi. Thì ra là tụi mình bị lừa rồi. Tất cả những trò này là do Nobita với là Doraemon bày ra đó. Tất cả là vậy sao? Đứng lại Nobita. Đứng lại chưa? Đứng lại. Nobita. Doraemon, chuẩn bị ăn đòn đi nè. Mình thắng rồi. Cứu mình với. Ta cho tụi hai bạn chịu mà. Thua chưa hả? Nói lại lần nữa đi. Lớn lên, mình chưa nghe. À thôi mình chịu thua rồi. Mình chịu thua rồi, ta cho mình đi. Làm ơn đi mà. Vui quá hả? Thông minh lắm đó. Mẹ, mẹ. Mẹ đang ăn kem một mình hả? Sao con về mà không chào mẹ một tiếng? Không nghe tiếng chân hai đứa gì hết trơn. Người ta cho có một phần thôi. Mẹ tưởng các con đi chơi không về kịp. Nè, hả miệng ra đi con. Trời ơi, giờ mới khen thôi. Thì mình nghĩ là miệng to như vậy sẽ ăn được nhiều hơn thôi mà. Thật là bó tay. Bạn cứ nghĩ đi, hộp kem có chút xíu à. Miệng càng nhỏ thì mới ăn được nhiều chứ, có đúng không? Sao bạn không nói sớm với mình chứ? Mẹ muốn văn học bắt chặt xong. Bốn con sao thật khó yêu mẹ. Thì bao nhiêu bao bối con ngay chẳng lo. Chỉ khi bạn đã ở bên. Học cho ngoan rồi tới giờ chơi. Vui sướng vui mình hát ca này. Mình bay lên cùng với em đây. Anh vương nắng mai chân hoài.